Hello, lại là Gạch Rẻ 98 đây. Trong video này, mình sẽ giới thiệu tới anh chị mẫu gạch lát nền Trung Quốc 80x80 cao cấp, bề mặt phủ nhũ vàng, tông màu chủ đạo là tông màu xanh tím, tím than. Cốt liệu sử dụng đó là bột đá granite, hay còn gọi là đá đồng chất. Mẫu này vân in 3D rất là sắc nét và đẹp. Vân gạch cũng rất là độc và lạ. Sử dụng cho các không gian rộng, bởi vì cái tông màu này tông màu tối. Và cái ưu điểm của những cái mẫu gạch sử dụng nhũ vàng ấy, thì khi ánh sáng phối lên, chúng ta nhìn từ một góc nghiêng nào đó, cái bề mặt gạch, bề mặt sàn của chúng ta rất là đẹp và tạo điểm nhấn rất là sâu đậm, độc lạ cho tất cả mọi ánh mắt, mọi ánh nhìn. Đây là cái xương gạch và cái cốt liệu gạch. Cái cạnh của viên gạch thì rất là thẳng. Và cái đế gạch thiết kế cũng rất là xu hướng, giúp bám dính và ăn với cái cốt liệu sàn. Rồi nhìn tổng quan lại cái màu sắc một lần nữa thì anh chị mà thấy cái mẫu gạch này phù hợp với cái thiết kế của gia đình mình, hãy nhanh tay liên hệ tới Gạch Rẻ 98 nhận tư vấn và báo giá tốt nhất. Xin chào mọi người.